bổ sung chỗ bị cô nữa. Cái này anh là sai lầm. Tôi không phải là tôi không phải ở đây nữa. Thôi. Thế hai người có chắc chắn muốn ly hôn không? Muốn. Theo luật, tài sản sẽ được chia đôi. Không phải ai muốn gì thì được nấy đâu. Được. Đầu tiên là hai căn chung cư. Mỗi người một căn đi. Easy. Tiếp theo là ô tô, nhưng mà chỉ có một chiếc thôi. Bán đi, lấy tiền chia đôi. Đúng, tôi cũng muốn mua xe mới. Thứ ba là sổ tiết kiệm. Cái này dễ, có thể chia đôi, mỗi người một nửa. Được, hợp lý. Nice. Còn một khoản nữa, đó là hai người có một đứa con chung. Con là của tôi. Cái gì? Con hôm nay luật sư nói à? Tất cả mọi thứ đều phải chia đôi. Nhưng tôi là sinh con ra. Thế không có tôi, cô có đẻ được con không? Nhưng mà tôi mang bầu. Con gái của tôi đừng có mà dạy. Là của tôi. Của tôi. Cái này thì khó lắm. Không ấy, hai người đẻ thêm đứa nữa đi. Cái gì chắc anh ơi? Được. Vậy thì thôi, tôi để đứa nữa. Được. Đẻ xong đi rồi ly hôn. Không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Được, tôi đi tắm đây. Được, tôi đã gọi trên giường. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy?